Hôm nay mình sẽ quay cái video về khoai tây xào tỏi nhé. Hôm nay mình xài xào cùng với ít cà rốt để cho màu sắc nó đẹp ấy. Đây là khoai tây với vài củ tỏi và củ cà rốt. Nên mình sẽ tiến hành mình gọt để mình xào nhé. Chuẩn bị thêm một ít mùi thì là và hành lá hoặc là hành lá. Mình sẽ đi gọt khoai và băm nhỏ, gọt dập băm nhỏ tỏi để mình phi thơm để xào cùng nhé. Khoai thì các bạn lưu ý nhé, ăn khoai tây thì các bạn không được ăn khoai mà nó mọc mầm nhé. Khoai mọc mầm thì ăn nó rất là sinh rất là nhiều độc tố, cho nên ăn chỉ ăn khoai nó không có mầm nữa nhé. Khoai lang mọc mầm không sao, nhưng riêng khoai tây mọc mầm là không ăn được nhé. Và khi gọt thì các bạn nhớ là bỏ hết những cái mắt nó đi. Cà rốt mình chỉ là tạo màu cho đẹp thôi, nên mình không cho nhiều, cho nửa củ thôi. Bông nốt tỏi, khoai này khoai ta khoai đầu mùa cho nên nó hơi nhỏ. Chuẩn bị xong nguyên liệu rồi nhé. Với tỏi ấy, thì các bạn đập dập băm nhỏ một chút, sau đó mình sẽ mang đi phi thơm để mình xào. Phi thơm xong ấy, thì các bạn vớt ra tỏi ra nhé, để mình lấy cái lên dầu thợ lấy để mình xào thôi. Còn khi mà xào gần chín thì mình mới cho cái phần tỏi phi vào mình. Khoai tây thì các bạn đừng thái mỏng quá nhé, thì xào nó nhanh bị lát và không ngon ấy. Mình thì mình cũng không thái to quá vì xào mà, còn nếu chiên thì mình mới thái to, mình thái dài ấy. Còn xào thì vừa khoai tây nên nó cũng không thể dài được. Nhà mình xào khoai thì mình hay xào nó lát một chút ăn dễ ăn. Mình kiểu giống xoay tự nhiên ấy, mình thích ăn như thế nhưng mà nát quá hay là xấu ấy. Mình xào nát vừa phải thôi. Mình rửa sạch rồi, bây giờ mình sau mình sẽ rửa sạch lại để cho nó hết cái nhựa đi. Sau đó mình sẽ đi xào luôn. Thái khoảng 0,2 đến 0,3 cm, đừng thái mỏng quá. Cà rốt này các bạn có thể thái hình hoa hoặc là các bạn thái miếng bình thường như thái khoai tây hoặc thái sợi, đấy là tùy. Bây giờ mình sẽ mang đi mình rửa sạch lại và để ráo nước rồi đi xào nhé. Bây giờ tiến hành xào được. Xào bằng mỡ lợn đấy, đây mình xào mỡ lợn nó sẽ ngậy hơn ngon hơn. Khi mỡ nóng mà tan chảy các bạn cho tỏi vào phi thơm.
khi nó thơm lên cho vớt cái tỏi này ra nhé, để cho khoai tây hợp xào luôn. Mình vớt tỏi này ra luôn nhé, và mình cho khoai vào mình xào để cái tỏi này làm cho cái dầu của chúng ta thơm rồi đấy. Rồi thì mình vớt bây giờ bật bếp lên nhé và cho khoai vào mình xào. Cái tỏi này sau mình cho vào đảo lúc còn gần chín ấy. Các bạn đừng cho gia vị vào nhá. Với xào khoai tây ấy, thì các bạn cho gia vị vào thì khoai nó sẽ sượng. Cho nên các bạn đảo cho nó ngấm dầu. Sau đó các bạn đậy rung cho mình khoảng 3 đến 5 phút để cho khoai tây nó mềm. Như nó chưa chín hẳn thì lúc đấy sau mình mới mở vung ra. Mình đảo một lúc nữa và cho gia vị vào cho nó chín. Và các bạn có thể đậy rung đến khi khoai kinh tây chín. Sau đó mình mới mở vung ra để nêm nếm gia vị. Xào khoai tây khác với những loại rau củ khác, muốn khoai mềm thì các bạn phải không cho gia vị vào, khi chín mới cho gia vị. Vì xào khoai tây nó lâu chín cho nên mình mới cho tỏi ra. Vì để tỏi đây thì mình đun lâu thì nó sẽ mất mùi tỏi ấy. Còn bây giờ mình sẽ đậy vô một lúc nhé, cho như nổ vừa đó. Khoảng được 4 phút đến 5 phút rồi thì mình sẽ kiểm tra nhé, không nấu lâu quá thì cà rốt nó sẽ bị lỏng, chưa được mềm ạ. Đảo thêm một lúc nữa để cho mình lại đậy vung thêm một lúc nữa. Đậy vung thêm khoảng 4 đến 5 phút nữa là được. Khi mà mình đun khoảng 4 đến 5 phút nữa rồi ấy, thì nó cạn nước đi rồi ấy. Và khoai này các bạn châm vào nó mềm rồi ấy. Bây giờ mình sẽ cho gia vị. Nhiều bạn thì bạn không cho dầu ăn vào nước vào bây giờ, và đến bây giờ thì mình bắt đầu trộn dầu ăn này và xào rồi. Như mình hay cho vào trước, cho chút muối này. Một xíu dầu ngọt. Để dầm hạt lên nó ngọt. Và một xíu dầu ngọt. Bỏ đều lên cho nó ngấm gia vị nhé. Thì bây giờ khoai mềm rồi thì mình cho vào được rồi. Và bây giờ mình mới đảo, nhưng mà không cần đảo nhiều quá nó sẽ nát khoai ấy. Còn muốn như muốn khoai nó nát như sốt thì các bạn có thể đảo nhiều, không phải đảo nhiều phải đâu. Như này cà rốt nó cũng không bị lỏng vì mình cà rốt nó cũng chín vừa ấy. Thì mình mở vung ra hai lần như vậy thì cà rốt nó cũng không bị nhiều ấy. Nếu mà chín rồi nó rất là ngon. Bây giờ các bạn trộn để giữ được cái mùi tỏi hơn ấy. Cắt thêm cái rau khô vào. Đảo đều lên là mình đã có món khoai xào. Đảo đều lên đây. Mình đã có món khoai xào rất là thơm ngon và không hề bị nát và đầy đủ gia vị.
khoai tây xào cọc rất là thơm ngon rồi. Rồi cho ra đĩa nhé. Các bạn nhìn nó rất là ngon. Với lửa cất khoai tây, mình được đĩa khoai xào cả nhà đều thích ấy. Hợp cân khoai tây, hợp củ cà tốt, một chút hành mùi và vài tép tỏi, thơm ngon. Giờ mình xong món khoai tây xào tỏi rồi ạ. Không cần trang trí gì nhiều, mình chỉ xào như vậy vào nước ra và mình đã có một đĩa rất là ngon và hấp dẫn như này. Và giờ mình sẽ dừng video về món khoai tây xào tỏi ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.